Theo Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 12 năm 2022, tổng hạn mức 27 ngân hàng thương mại cấp cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là 171. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. 1.429 tỷ đồng, dư nợ kết tín dụng 75.376 tỷ đồng. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sử dụng hết hạn mức các ngân hàng thương mại cấp là 96.053 tỷ đồng. Mức lãi suất cấp cho doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thường có ưu đãi so với thị trường, với mức cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng trong khoảng từ 5,3 đến 9% một năm, lãi suất cho vay trung dài hạn khoảng 9,4 đến 10,5% một năm và lãi suất cho vay bằng ngoại tệ dao động từ 2,1 đến 4,5% một năm.